Anh mới giúp giải mã tốc độ lây lan nhanh như chớp của biến thể Omicron. Thêm hai triệu chứng bất thường của người nhiễm Omicron. Về cái phát ô, chúng ta có thể kết thúc đại dịch COVID-19 trong năm 2022. manh mối giúp giải mã tốc độ lây lan nhanh như chớp của biến thể Omicron. Biến thể Omicron của virus SARS gây COVID-19 lây lan nhanh như chớp và các nhà khoa học quốc tế đang nỗ lực giải mã đặc tính này. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, tỷ lệ ca nhiễm Omicron ở nước này đã tăng gấp 7 lần chỉ trong một tuần, từ 0,4% tổng số ca bệnh lên 2,9%. Tại một số khu vực bao gồm New York và New Jersey, biến thể này đã chiếm tới 13% số ca nhiễm. Tại Anh, giới chức nước này cho biết, trong một gia đình, nguy cơ Omicron lan truyền từ thành viên này sang thành viên khác cao gấp 3 lần so với Delta, biến thể cũng nổi tiếng vì mức độ lây nhiễm cao. Theo hãng truyền thông Mỹ National Public Radio, dữ liệu nghiên cứu mà giới chuyên gia quốc tế có được cho đến nay đã hé mở cách thức Omicron hoạt động bên trong đường hô hấp của người bệnh và cung cấp manh mối lý giải vì sao biến thể này lại lây nhanh đến vậy. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Hồng Kông cho rằng, so với biến thể Delta, Omicron tự nhân lên nhanh hơn 70 lần bên trong đường hấp của con người và đạt mật độ cao hơn trong mô khoảng 48 giờ sau khi nhiễm. Trước những phát hiện trên, chuyên gia miễn dịch học Wilfredo Garcia Belchon thuộc Viện Ragon của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts đã phải thốt lên, điều đó thật đáng kinh ngạc nghiên cứu cho thấy các đột biến của omicron tăng tốc quá trình xâm nhập hoặc tái tạo hoặc cả hai bên trong mô tế bào tuy nhiên điều này có mối liên quan thế nào đến tải lượng virus ở đường hô hấp vẫn là điều bí ẩn grafido gracia Beltran không tham gia nghiên cứu ở đại học hồng kông tuy nhiên trước đó ông và các đồng nghiệp đã tiến hành một nghiên cứu khác và cũng nhận thấy omicron cũng có khả năng lây nhiễm cao hơn nhiều so với delta sử dụng các virus giả, họ phát hiện protein gai của Omicron có sức công phá mạnh hơn khi giúp virus xâm nhập vào mục tiêu so với Delta. Đáng chú ý là Omicron có khả năng lây nhiễm nhanh hơn gấp 4 lần so với phiên bản gốc của virus và gấp 2 lần so với Delta, truyền thông Mỹ dịch dẫn báo cáo nghiên cứu của nhóm Gracia Belchern. Trong nghiên cứu của các chuyên gia Đại học Hồng Kông, nhà virus học Michael Chen Chiwei cùng các đồng nghiệp đã lấy mô từ phế quản của người và tiêm vào đó các hạt virus sống. Họ sử dụng 3 biến thể gồm Delta, Omicron và một chủng lưu hành trong năm 2020. Sau đó, nhóm nghiên cứu quan sát tốc độ lây lan của từng biến thể qua mô hô hấp trong vòng 24 giờ. Omicron đạt tốc độ lây lan nhanh hơn 70 lần so với Delta. Ông Chan cùng các cộng sự còn tiến hành nhiều thí nghiệm với mô phổi điều đáng kinh ngạc là bên trong loại mô này omicron nhiễm vào các tế bào kém hiệu quả hơn so với delta hoặc phiên bản gốc của virus sự lây nhiễm tập trung vào phế quản nhiều hơn vào phổi và có tốc độ rất nhanh mark Verhorn, nhà miễn dịch học tại đại học lisbon mô tả điều này có thể lý giải vì sao omicron gây bệnh không nghiêm trọng bằng delta hoặc bản gốc của virus tuy nhiên nhiều nhà khoa học trong đó có ông Verhorn cho rằng quá sớm để kết luận như vậy Nhà virus học Alejandro Balas tại trường đại học E. Harvard chỉ ra rằng một mô khi đã bị cô lập sẽ không tạo ra nhiều phản ứng miễn dịch để chống lại virus. Và trong nghiên cứu, các chuyên gia mới cũng theo dõi sự lây nhiễm của virus trong 48 giờ. Thí nghiệm này được thực hiện trên đĩa trong thời gian quá ngắn. Chúng ta chưa thể biết chắc chắn Omicron nhiễm vào mô phế quản có thực sự nhanh hơn nhiễm vào mô phổi hay không vì chưa biết điều gì xảy ra 72 giờ sau đó. Nhà miễn dịch học Wilfredo Garcia Beltran khuyến nghị các chuyên gia cần phải đo tải lượng virus bên trong đường hấp của người bệnh. Với người nhiễm Delta, số hạt virus bên trong đường hấp của họ nhiều hơn 1.000 lần so với các biến thể ban đầu. Tôi muốn xem lượng virus như thế nào ở người nhiễm Omicron, lấy mẫu từ người đã nhiễm bệnh thực sự, đó mới là tiêu chuẩn vàng, đó mới là nơi hành động. Ông Garcia Beltran nêu quan điểm. Thêm hai triệu chứng bất thường của người nhiễm Omicron biến thể Omicron gây ra lỗi lo các bệnh nhân có thể bỏ sót dấu hiệu bệnh. Hơn một năm qua, COVID được ghi nhận có rất nhiều triệu chứng, nhưng ba dấu hiệu được công nhận chính thức là ho dây dẳng, sốt cao và mất vị giác hoặc khiếu giác. Dữ liệu từ Nam Phi, nơi Omicron hiện là chủng vượt trội, cho thấy các bệnh nhân có thêm hai triệu chứng khác, đó là ngứa cổ họng và đau phần thắt lưng. Nhiều người có thể nghĩ bị ngứa cổ họng do cảm lạnh và nhầm đau lưng với các loại miếc mỏi thông thường. Bởi vậy, nếu e ngại mình có nguy cơ mắc COVID-19, bạn hãy nên đi xét nghiệm và cách ly để ngăn chặn sự lây lan của virus. Theo dữ liệu từ 78.000 trường hợp nhiễm Omicron ở Nam Phi, bệnh có xu hướng nhẹ hơn. Số ca phải nhập viện vì Omicron ít hơn 23% so với Delta. Giám đốc điều hành của Discovery Health, Công ty bảo hiểm y tế tư nhân lớn nhất Nam Phi, Ryan Rush thông tin, các chuyên gia đã nhận thấy các triệu chứng trên khi tiến hành nghiên cứu. Ông Rush giải thích, biểu hiện phổ biến nhất mà bệnh nhân Omicron gặp phải là cổ họng ngứa ngáy, hiện tượng này thường kèm theo nghẹt mũi, ho khan, đau thắt lưng đổ mồ hôi ban đêm. Các bác sĩ Nam Phi, những người đã tiếp xúc với nhiều ca Omicron cho biết, hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng nhẹ giống như cúm tiến sĩ Angeli Kusri, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi, là một trong những người đầu tiên phát hiện ra biến thể Omicron. Bà thấy các bệnh nhân tại phòng khám có các triệu chứng khác với chủng ban đầu Delta, biến thể chiếm ưu thế nhất trên thế giới trong những tháng gần đây. Các nhà khoa học ở Anh khuyến cáo cách tốt nhất để bạn bảo vệ khỏi Omicron là tiêm liều vaccine tăng cường giới chuyên gia cho biết, hai mũi vắc bất kỳ cộng với mũi thứ ba là Pfizer có thể bảo vệ cơ thể bạn tới 75%. Ba mũi tiêm cũng hiệu quả hơn trong việc chống lại nguy cơ trở nặng nghiêm trọng hoặc tử vong. Về WHO, chúng ta có thể kết thúc đại dịch COVID-19 trong năm 2022. Một quan chức y tế của tổ chức Y tế thế giới WHO bày tỏ hy vọng năm 2022 là thời điểm chấm dứt đại dịch COVID-19. Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật chương trình y tế khẩn cấp của WHO vừa trả lời các câu hỏi từ công chúng về COVID-19 và biến thể Omicron. Tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO cũng tham gia chương trình. Năm 2022 có thể là năm kết thúc đại dịch COVID-19. Chúng ta đã có các biện pháp. Chúng ta có thể khiến COVID-19 không gây chết chóc nữa. Bà Kerkhove nói chưa rõ tiến sĩ Vn Kekova dựa trên cơ sở cụ thể nào để đưa ra mốc 2022. Tuy nhiên, tháng 10 năm nay, WHO từng phát động chiến lược đạt mục tiêu tiêm chủng toàn cầu vào giữa năm 2022. Theo đó, đến cuối năm 2021, mỗi nước tiêm được cho 40% dân số và đến giữa năm 2022, tỷ lệ này sẽ đạt 70%. Chắc chắn vaccine là một trong những công cụ quan trọng mà bà Van muốn nói đến. Bà cho biết với những công cụ này, chúng ta có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh, nhập viện, bệnh nặng, giảm số người phải chăm sóc tích cực và một số người đang hấp hối. Chúng ta có thể khiến COVID-19 không còn gây chết chóc nữa và cũng có thể giảm sự lây lan của nó. Theo kênh NCBC, nhiều chuyên gia cũng cho rằng có thể vào năm 2022, COVID sẽ không còn là đại dịch mà được xem là sự đặc hữu. Sự thay đổi này phần lớn nhờ vào tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu tăng và việc phát triển các loại thuốc kháng virus, một công cụ khác có thể trở nên phổ biến hơn trong năm tới để đối phó với COVID-19. Khi COVID-19 thành bệnh đặc hữu, mức độ nghiêm trọng của nó sẽ giảm dần và là một phần của cuộc sống thường ngày. Trong hơn một nửa thế kỷ qua, nhiều chủng virus cúm cũng đã đi theo lộ trình này, từ đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 cho tới đại dịch cúm heo năm 2009. Tuy nhiên, dù COVID-19 không còn là đại dịch, không loại trừ khả năng nó vẫn nguy hiểm như cúm mùa. Theo CDC Mỹ, cúm mùa đã cướp đi 62.000 sinh mạng người Mỹ từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020. Nhà dịch tế học John Schuller của Trường Y tế Cộng đồng Bloomberg thuộc Đại học John Hopkins cho biết nếu COVID-19 thành bệnh theo mùa, việc đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng và trong không gian kín trong suốt mùa COVID-19 có thể sẽ thành tiêu chuẩn. Ông Tedros cảnh báo chỉ vaccine thôi sẽ không thể bảo vệ các quốc gia trước Omicron. Ông kêu gọi các nước dùng mọi biện pháp để ngăn chặn biến thể này, trong đó có mở rộng quy mô tiêm chủng, khuyến khích đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, không phải dùng vaccine để thay khẩu trang, không phải dùng vaccine để thay cho giữ khoảng cách và cũng không phải dùng vaccine để thay cho thông gió hay rửa tay. Hãy thực hiện tất cả các biện pháp này và làm điều đó một cách nhất quán, ông Tedros nói. Ông Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO cho rằng, trong lúc cần thêm dữ liệu để hiểu rõ hơn về Omicron, các nước cần chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những gì có thể xảy ra, trong đó có khả năng bị một đợt dịch lớn tấn công. Về tiêm phòng, chuyên gia bệnh nhiễm hàng đầu của Mỹ, bác sĩ Anthony Fauci cho rằng không cần tiêm vaccine tăng cường riêng biệt cho từng biến thể, các mũi vaccine bổ sung hiện nay đã đủ để ngăn Omicron.